Khoảnh khắc con đĩa ngoe ngoảy trong bình nước 20 lít chưa bóp nhãn được cung cấp phục vụ cho học sinh và giáo viên khiến mọi người không khỏi rùng mình. Sự việc xảy ra tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào ngày 28 tháng 4. Hiệu trưởng trường mầm non xác nhận có vụ việc trên và cho biết nhà trường thường xuyên mua bình nước loại 20 lít của công ty cổ phần nước khoáng Bang cho học sinh uống. Đến ngày 28 tháng 4, khi lấy một trong những bình nước vừa mua ra sử dụng thì giáo viên bất ngờ phát hiện có một vật thể lạ bên trong bình. Khi giáo viên lắc bình nước thì con đĩa bắt đầu ngoe ngoảy di chuyển. Khoảnh khắc này đã được giáo viên dùng điện thoại quay lại. Sau khi phát hiện sự việc, phía trường mầm non đã liên hệ với công ty cung cấp nước, lập biên bản vụ việc và dừng việc sử dụng nước đóng bình của đơn vị này. Đại diện công ty cổ phần nước khoáng Bang cũng xác nhận việc bình nước có đĩa bên trong và đang cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân. Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cũng đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại công ty trên.